Chị Đài lúc khác vỗ mặt Miss Universe 2005, trực tiếp khẩu chiến làm dậy sóng giới sắc đẹp. Từng công khai điểm mặt nhau trên mạng xã hội, mối quan hệ căng thẳng của Natalia Glebova và Lukács khiến nhiều người quan tâm. Gần đây, hai chân dài còn chạm mặt nhau trên ghế nóng của Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan. Năm 2019, người đẹp Pawin Suda Rawin xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan và đại diện quốc gia mình đến Miss Universe. Với bề dày thành tích cùng khả năng ngoại ngữ chuyên nghiệp, Pawin Suda Rawin được đánh giá là đối thủ nặng ký tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm ấy. Tuy nhiên, drama bắt đầu bùng nổ khi cựu Miss Universe 2005 Natalia Glebova để lại bình luận ẩn ý. Ban đầu, chân dài gốc Canada khen ngợi Pawin Suda Rawin sẽ mang về thành tích tốt. Tuy nhiên, về sau cô lại quảng cáo cuốn sách của mình bởi trong đấy tập hợp tất cả kinh nghiệm thi đấu, câu hỏi ứng xử để giành vương miện trị giá 115 tỷ. Nội dung bài post như sau. Chúc mừng người đồng hương Pawin Suda Rawin vừa giành được Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan 2019. Tôi không thể hạnh phúc hơn rằng cô ấy đại diện cho hai quốc gia bởi để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ năm nay và tôi biết cô ấy sẽ rất tuyệt vời. Tất nhiên tôi nghĩ cô ấy có thể thắng, nhưng tôi phải đưa cho cô ấy một số nguyên tắc chiến thắng của tôi trước tiên. Hãy lắng nghe, nếu muốn giành vương miện lần thứ ba, hãy để tôi huấn luyện Pawin Suda và chúng tôi sẽ mang vương miện trở lại Thái Lan trong năm nay. Ngay lập tức, chị đại siêu mẫu Lukács đã trực tiếp giằng mặt đối phương, cô mỉa mai Natalia Glebova không nên ngủ quên trên chiến thắng và mượn cớ PR cho bản thân. Bởi kinh nghiệm thi đấu năm 2005 không thể áp dụng vì Miss Universe đã thay đổi nhiều tiêu chí mới. Đặc biệt năm 2019, Lukács đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho Pawin Suda Rawin. Vốn nổi tiếng bởi tính cách đanh đá không dễ ăn hiếp, đương nhiên chị đại xứ sở chùa vàng không thể để người khác hớt tay trên được. Làm ơn xuống ngựa và ngừng bán cuốn sách của cô về Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan. Cô sẽ không đào tạo Hoa hậu Thái Lan, vì vậy hãy ngừng quảng cáo cho bản thân. Lukács không ngại tác thẳng tên Natalia Glebova vào bài viết của mình. Kết quả dưới sự chỉ dạy của huấn luyện viên The Face, đại diện Thái Lan năm ấy xuất sắc lọt top 5 chung kết. Có rất nhiều ý kiến của cư dân mạng, nhưng hầu hết các ý kiến đều bênh vực Lukács và cho rằng Natalia Glebova chỉ cố tình lợi dụng việc này để PR cho bản thân và cuốn sách mà cô mới ra. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bên Natalia Glebova và cho rằng Pawin Suda Rawin mang hai dòng máu Thái và Canada. Natalia Glebova, người Canada gốc Nga, nên mới đề nghị training cho Pawin Suda. Hơn hết, cô cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ, nên việc truyền lại bí kíp để giúp đàn em thêm tự tin hơn cũng đúng thôi mà. Natalia Glebova và Lukács đều là những tên tuổi đình đám của giới thời trang và sắc đẹp. Nếu như Natalia Glebova từng đăng quang Miss Universe 2005, có kinh nghiệm đào tạo nhiều gà chiến tại đấu trường sắc đẹp này, thì Lukács lại là siêu mẫu nổi tiếng của Thái Lan. Cô cũng là người tiên phong phá bỏ những định kiến về thời trang nước nhà thập niên 2000. Vì vậy, tiếng nói của Lukács tại Thái Lan rất có trọng lượng. Đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, năm 2022, Natalia Glebova và Lukács lại chạm mặt nhau trên ghế nóng của Miss Universe Thái Lan. Mặc dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào, nhưng qua vụ việc này, mối quan hệ của cặp đôi đã có phần rạn nứt. Hai người đẹp dường như đã vạch sẵn ranh giới, không tương tác, thậm chí đếm xỉa đến nhau một lần. Riêng Natalia Glebova, cựu Hoa hậu Hoàng vũ có sở thích viết sách và xuất bản nhiều ấn phẩm trên thế giới. Năm 2022, cô cũng đến Việt Nam làm giám khảo và tặng sách cho các thí sinh. Ở tuổi 50, vẻ đẹp của Lukács Metene thêm mặn mà và cũng không khác nhiều so với thời điểm khi người đẹp đăng quang Miss Thái Lan World 1992, cũng như nhận được giải thưởng Nữ hoàng sắc đẹp châu Á-Thái Bình Dương của cuộc thi Miss World 1992. Bí quyết giữ nét trẻ trung và tươi tắn của Lukács Metene đó chính là giữ cho mình trạng thái cân bằng tâm lý, biết cách sắp xếp công việc và hưởng thụ cuộc sống. Đối với cô, được làm những thứ mình thích hay có cơ hội trải nghiệm điều mới lạ chính là cách giúp bản thân luôn cảm nhận được sự tích cực nhất. Tôi không chạy theo bất cứ xu hướng đang thịnh hành nào mà chỉ lắng nghe cơ thể mình cần gì. Điều quan trọng với tôi lúc này là đảm bảo có một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần thoải mái, tránh những điều thiếu tích cực. Và đây cũng chính là bí quyết giữ gìn vẻ đẹp thanh xuân của mình, Lukács Metene cho hay.